kiểu như là không tin kiểu gì á. Nhìn sơ qua thôi cũng biết rồi. Anh nói không là không mà sao nó hoài trời. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy, mình thấy mệt mỏi quá. Hey hey, bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ăn xong, úi giời, đừng lo, đã có shop hotv.com tài trợ đây rồi. Ngại gì về giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây, shop của Thỏ cực kỳ uy tín và do Thỏ làm chủ nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chần chờ gì nữa, hãy truy cập ngay shop hotv.com nha. Anh ơi, Giang. Hả? Ừ, nghe nè. Làm gì mà em nhắn tin mà anh cứ lơ lơ em kiểu gì vậy? Anh lơ em nè. Anh có lơ em đâu. Anh nói vậy. Anh nhắn tin em kiểu nhạt nhạt kiểu gì? Đừng nói là những chuyện bữa đó nha. Không phải những chuyện bữa đâu. Chắc bình thường mà. Không, em không thấy bình thường tí nào hết á. Anh thấy hay bình thường. Em thấy anh nhạt nhạt kiểu gì á. Đừng nói là anh không tin em nữa nha. Có đâu. Chứ sao lại nó chuyện hết. Đủ anh hết hồn. Từ từ đem qua nè. Ôi là trời. Giật hết cả hồn luôn. Anh biết cái thằng ở đây chưa? Thằng này đây nè. Chưa. Ủa chạy đâu rồi? Nó chỉ đâu đây rồi, còn hai bắn riếu rồi. Ôi ơi, giật hết cả mình luôn. Anh nói đi, sao bữa giờ ăn không ngủ em? Ừ, có ngủ mà. Ngủ rồi nào. Giờ này em thấy anh nhẹ nhàng em kiểu gì á. Không có như trước nữa. Sao không như trước, anh có nhạc đâu. Đó, anh nói chuyện theo kiểu vậy á. Em xin lỗi. Em không ngờ là em trả lời như vậy luôn. Đâu, lại mới thức mà. Anh xạo, giờ này em mới thức cái gì? Mới ngủ thức, chuyện gì đúng rồi. Anh thấy lạ quá nha. Có chuyện gì thì nói đi, đừng có giấu dưới giếm nữa. Đâu có gì đâu mà giấu em. Anh ơi, anh hỏi cái ăn bữa đi, cái ăn bữa đi. Cái đồ má mày chọc tức tao thấy gì? Ừ. Nó là đâu giống gì đâu. Rồi bữa nay cái người bữa đâu rồi? Ai lại nhắc nữa? Em cái phút giỏng lâu rồi. Đèo tiền. Kết thúc mà. Ừ, em block ổng rồi. Anh có biết á là ổng đe dọa em cái thứ không? Gì vậy? Ông bắt em quay lại, không quay lại thì ổng sẽ phốt em đi cấm sần các thứ nữa. Em nhớ còn ngủ của ổng luôn á. Ừ, nó bắn em đâu à? Nó bắn em ép rồi biết bắn ở đâu nữa. Ủa anh có tin em nói không vậy? Có đấy. Sao anh nói chuyện theo kiểu kia á? Nó nói chuyện bình thường mà. Không có bình thường. Không bình thường chỗ nào luôn á. Không thấy nó bình thường. Anh, em cảm thấy như là anh bắt đầu anh lạnh nhạt với em nên anh chán ghét em rồi vậy á. Có phải gì không? Không. Em cảm nhận được thế. Có phải không vậy mà. Có phải vậy đúng không? Anh nói đi. Em biết không. Á, em biết hết rồi. Nhắn tin á, thì theo kiểu mà anh nhạt nhạt trả lời theo kiểu mà cho có á. Với lại bữa giờ ăn á là thường thường ăn chung, nó ăn chung rồi ăn. Còn anh á thì bây giờ anh ta ăn mì trước không à, anh ăn cũng không ngủ em, anh ngủ cũng không nói tiếng nào luôn. Hai ngày liền luôn. Em cảm thấy anh cảnh cái lúc mà anh chơi chung với em với lại thằng Tuấn xong là bắt đầu là anh cảm thấy anh đổi thái độ với em rồi á. Bình thường như mọi ngày mà, anh đâu có thái độ gì với em đâu. Bình thường như mọi ngày chỗ nào? Em thấy bình thường hết trơn á. Đừng có nói với em là anh không tin em thiệt nha. À hiểu rồi. Nói không có rồi. Miệng anh nói thì không có, nhưng biểu hiện anh thì có đó.
anh biểu hiện sao? Anh biểu hiện theo kiểu như mà kiểu như là không tin kiểu gì á, nhìn sơ qua thôi cũng biết rồi. Anh nói không là không mà sao nó hoài trời. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy, mình thấy mệt mỏi quá. Chứ sao lại tỏ thái độ thế với em? Anh nói anh không có thái độ mà. Đối với anh nó không thái độ mà đối với em á. Anh lạnh nhạt theo kiểu gì á, hiểu không? Con người anh bình thường. Có phải anh bắt đầu anh chán ghét em rồi đúng không? Anh nói là không rồi mà, sao em nhắc hoài vậy? Nó nói mới thức thì nhắc hoài. Ngày nào anh trả dậy bây giờ này mới thức là sao? Mình cũng nay thì ngủ trễ. Mới thức mà kêu nó hoài. Sao anh lại nói chuyện, anh cứ nói chuyện theo kiểu thái độ đó là sao vậy? Thái độ là thái độ sao trời? Đó, thái độ anh đang nói đó. Tại em nói hoài đó. Em phiền đúng không? À, em hiểu rồi, em biết em phiền mà. Em nói không có, mà sao em cứ nói cái đó hoài? Anh không hiểu làm sao. Ừ đúng rồi, em là con người vậy á, anh cũng khó hiểu lắm. Sao mà chịu đựng được tính em hết trơn á. Mà cảm thấy em phiền á thì anh cứ việc nói cho em biết, em sẽ tự khắc mà rời đi, chứ đừng ở đó mà im lặng. Với lại anh có biết là những cái lúc mà thời gian qua á, anh Tuấn á, nó đe dọa các thứ nè, nó làm phiền các thứ nè. Anh có nói một câu quan tâm em không? Anh tưởng là hạnh phúc nha. Hạnh phúc? Anh chả bao giờ hiểu em chưa á. Bởi vậy anh đâu có tin em. Em nói đâu có tin là đâu có sai. Em không hiểu anh luôn á anh Giang. Em tưởng anh là anh tin em, anh hiểu em rồi. Ngoài cái việc mà em bị thằng Tuấn nó lợi dụng em xong là em tưởng anh sẽ quan tâm em, thế tin em các thứ vậy mà anh tỏ thái độ với em. Em hiểu sao luôn á. Nếu như không còn chịu được cái tính của em nữa thì nói tiếng. Có được nữa mà. Anh bắn được, anh bắn đi. Không sao đó. Không sao á, sao mũi rồi. Anh thật là sao mũi không? Thật. Dù nói là anh gì anh không có tin đâu, nói là anh gì. Em mới chạy xe không gì. Không sao đấy, không sao không đấy. Không sao. Thì không? Ừ. Sao bác này nghỉ ngơi đi. Ừ, nghỉ ngơi.